Vào ngày hôm qua, chính phủ Mỹ đã áp đặt các lệnh cấm vận đối với một công ty mà Washington cho là đang tham gia vào một âm mưu nhằm tránh sự trừng phạt của Mỹ khi giúp cung cấp nhiên liệu phản lực cho các lực lượng Nga đang đóng quân tại Syria. Bộ Tài chính Mỹ cho biết doanh nghiệp vừa bị trừng phạt tên là Maritime Assistance LLC đang hoạt động như một công ty bình phong của OJSC Sofrage, là một công ty của Mỹ trước đó đã bị trừng phạt liên quan đến các hoạt động ở Ukraine. Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào ba cá nhân khác mà họ cho rằng có quan hệ với Sofrage, đóng băng những tài sản của họ mà có thể sở hữu ở nước Mỹ và cấm người Mỹ hợp tác với những người này. Bên cạnh đó, 5 chiếc tàu cũng đã bị xác định là tài sản bị phong tỏa của doanh nghiệp Transpetrojet thuộc Nga mà trước đó đã bị trừng phạt, vốn bị Washington cáo buộc là đã cung cấp hỗ trợ cho Sofrage. Nga hiện đang mở rộng căn cứ không quân Hmeymim ở Syria và nâng cấp phi đạo thứ hai tại đây. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã xây dựng thêm các tòa nhà mới để làm nơi chứa máy bay tại căn cứ này, đồng thời sẽ bảo vệ các máy bay này trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Hiện nay, 30 chiến đấu cơ và trực thăng của Nga đang đồn trú tại căn cứ không quân Hmeymim. Căn cứ này nằm ở tỉnh Latakia, phía tây Syria, từng nhiều lần bị các nhóm phiến quân tại Idlib tấn công bằng rocket và máy bay không người lái mang theo chất nổ. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton yêu cầu luận tội Tổng thống Trump sau khi bản ghi chép cuộc gọi giữa ông Trump và Tổng thống của Ukraine, ông Zelensky, được công bố. Bà Clinton đã tweet 15 phút sau khi bản ghi chép cuộc gọi được công bố rằng Tổng thống của nước Mỹ đã phản bội đất nước chúng ta. Đây không phải là một tuyên bố chính trị. Đây là một thực tế và chúng ta phải hành động. Ông ấy là một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện tại cho đất nước Hoa Kỳ. Tôi ủng hộ cho việc luận tội. Bà Clinton là người thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Gần đây đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào ông Trump. Trước đó, cựu ngoại trưởng cũng đã công kích kịch liệt chính quyền Trump về việc Iran làm giàu uranium. Bà Clinton nhấn mạnh, thỏa thuận Iran đã được ký dưới thời của Tổng thống Barack Obama đàm phán với các quốc gia như là Anh, Đức, Pháp, Trung Quốc và Nga hầu để ngăn Tehran phát triển vũ khí nguyên tử, đã chặn được nước Cộng hòa Hồi giáo sản xuất bom, nhưng chính quyền Trump đã chọn một con đường nguy hiểm hơn. Bà bình luận, sau khi thỏa thuận ra đời, nó không hoàn hảo, nhưng đạt được một sứ mệnh cơ bản là ngăn chặn mọi ngả đường để Iran có được bom. Bây giờ chính quyền đã cố tình chọn một con đường nguy hiểm dẫn đến một tương lai rủi ro hơn. Nhưng ngoại giao vẫn là cách duy nhất để chính quyền trèo lên khỏi chiếc hố mà họ đã đào. Những câu hỏi chung quanh cuộc điện đàm của Tổng thống Trump, các thành viên thuộc đảng Dân Chủ tại Quốc hội Hoa Kỳ không hài lòng với bản tóm tắt của Tòa Bạch Ốc nói về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Họ cho rằng tài liệu này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là trả lời về nỗ lực của Tổng thống Trump khi muốn gây áp lực với Tổng thống Ukraine để ông mở cuộc điều tra về ứng cử viên Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, người đứng đầu nhóm Dân Chủ tại Thượng viện, nói rằng bản tóm tắt cuộc điện đàm của Tổng thống được phát hành nhưng không làm giảm bớt mối quan tâm của các nhà lập pháp hay của công chúng. Dựa vào những bản tin ban đầu, mối quan tâm này có phần gia tăng. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer nhấn mạnh rằng có nhiều bản tin cho thấy Tổng thống Trump nhiều lần gọi điện thoại cho Tổng thống Zelensky trong mùa hè. Chính phủ Tổng thống Donald Trump nổi tiếng không trung thực, sự thật bị thay đổi, cũng như tiết lộ không đầy đủ chi tiết trong các bản tường trình công khai. Chính vì thế cần phải xem lời khiếu nại đầy đủ của người tố giác không thể trì hoãn. Người tố giác phải được phép làm chứng mà không sợ bị đe dọa. Sau đó Quốc hội sẽ phải theo đuổi nhiều con đường liên quan để tìm hiểu vấn đề. Chiều ngày 25 tháng 9, toàn bộ Thượng nghị viện gồm 47 nhà lập pháp đảng Dân Chủ, 53 nhà lập pháp đảng Cộng Hòa đồng ý phê duyệt nghị quyết của Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, yêu cầu hồ sơ của người tố giác phải được chuyển ngay đến Quốc hội, bởi vì điều này phản ánh sự nghiêm trọng về các sự kiện được cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa nhìn nhận. Vào ngày 26 tháng 9, quyền giám đốc tình báo quốc gia ông Joseph McGuire đã điều trần trước Quốc hội về bản khiếu nại của người tố cáo. Trước Quốc hội, ông McGuire đã giải thích rằng lá đơn khiếu nại của người tố cáo xoay quanh nội dung của cuộc gọi giữa ông Trump và một nhà lãnh đạo ngoại quốc. Và cuộc điện đàm này thường được xếp vào đặc quyền hành pháp của Tổng thống, thứ mà ông McGuire không có quyền can thiệp. Vì vậy, ông cho rằng mình không thể chia sẻ ngay lập tức nội dung đơn khiếu nại với Quốc hội.
trong cuộc điều trần trả lời câu hỏi của Danny Heck về việc liệu có phạm pháp hay không khi Tổng thống gây sức ép với một chính phủ ngoại quốc để giúp đỡ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ông McGuire nói rằng việc này không chính đáng, không mong muốn và tồi tệ với đất nước, nhưng không nói rằng việc đó là phạm pháp. Bản khiếu nại từ người tố giác tập trung vào những quan ngại của người này về việc Tổng thống Trump đã sử dụng quyền lực của mình để chào mời sự can thiệp từ ngoại quốc vào cuộc bầu cử. Tài liệu dài 9 trang được công bố hôm thứ Năm đã làm sáng tỏ các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky, trong đó ông Trump khuyến khích người đồng cấp Ukraine giúp điều tra một đối thủ chính trị. Người tố cáo cũng cho rằng luật sư riêng của ông Trump, cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani, là nhân vật trung tâm trong nỗ lực này. Một phúc trình của Văn phòng Công tố viên đặc biệt cho biết là giới chức hàng không liên bang, tức là cơ quan FAA, đã lừa dối Quốc hội khi tuyên bố là các thanh tra hàng không có đủ trình độ chuyên môn để đánh giá công việc huấn luyện phi công lái Boeing 737 MAX cũng như là điều dòng máy bay cũng như là nhiều dòng máy bay khác. Thông tin trên đã được đưa ra một ngày sau khi tân lãnh đạo của FAA là Steve Dixon thông báo cho các cơ quan quản lý hàng không ngoại quốc về việc FAA đang tiến hành thủ tục cấp phép cho dòng máy bay MAX hoạt động trở lại. Trong lá thư gửi cho Tổng thống Trump, công tố viên đặc biệt là Henry Kirner cho biết các thông báo chính thức của FAA trình lên Quốc hội về việc đào tạo nhân viên FAA dường như là không chính xác và không hợp lý. Bức thư của ông Kirner dẫn một số kết quả điều tra của Văn phòng Kiểm toán và Đánh giá của FAA cho thấy là 16 trong 22 thanh tra hàng không chưa được đào tạo bài bản và chưa được cấp giấy chứng nhận. Ông Kirner nhấn mạnh, việc FAA không bảo đảm năng lực của các thanh tra viên dẫn đến những mối nguy hại đáng kể đối với công chúng. Tuy nhiên, trả lời trước một ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ hồi tháng 4 vừa rồi, FAA khẳng định các thanh tra máy bay của dòng máy bay 737 MAX họ có đầy đủ trình độ chuyên môn. Quan tài mạ vàng trên đường về cố quốc Ai Cập. Ngày 25 tháng 9, trong nghi thức hồi hương cử hành tại New York, công tố viên quận Manhattan là ông Cyrus Vance tuyên bố trả chiếc quan tài mạ vàng của tu sĩ Ned Janmaat về Ai Cập sau khi bị đánh cắp ra khỏi quốc gia này vào năm 2011. Cổ quan tài bằng gỗ phủ vàng được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 150 đến năm 50 trước công nguyên. Tên của Ned Janmaat, tu sĩ cao cấp của thần Herisa, được khắc trên quan tài. Trang web của Viện Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan cho biết Viện Bảo tàng đã mua chiếc quan tài với giá 4 triệu Mỹ Kim vào năm 2017. Kể từ tháng 7 năm ngoái đã có 448.096 khách ghé thăm cho đến khi quan tài được dỡ xuống vào hồi tháng 2 đầu năm nay khi Viện Bảo tàng biết chiếc quan tài này bị đánh cắp. Ăn trộm cổ vật phát triển mạnh ở Ai Cập kể từ cuộc nổi dậy năm 2011 đã cướp đi nền văn minh cổ đại tại Ai Cập một số lượng di sản chưa được xác định. Những cổ vật bị đánh cắp từ các viện bảo tàng, nhà thờ Hồi giáo, kho lưu trữ và từ các cuộc khai quật bất hợp pháp. Theo thông cáo báo chí vào ngày 26 tháng 9, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận đã cắt đáng kể số người tị nạn được tiếp nhận vào Mỹ từ 30.000, vốn đã là một mức thấp kỷ lục, xuống chỉ còn 18.000 người trong năm 2020. Như vậy, chính quyền Tổng thống Trump định mức trần về số người tị nạn được vào Hoa Kỳ định cư ở mức thấp nhất trong lịch sử 40 năm của chương trình tị nạn Mỹ, khi quyết định chỉ tiếp nhận 18.000 người trong tổng số 368.000 đơn xin tị nạn dự trù sẽ nhận được trong năm tài chánh tới. Con số vừa kể chỉ là một tỷ lệ nhỏ so với mức trần do Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama đặt ra vào năm 2016 là 85.000 người. Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao nói sẽ vô trách nhiệm biết bao nếu Mỹ tìm một số lớn người tị nạn ở ngoại quốc để cho định cư, trong khi đang diễn ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh tại biên giới phía Nam. Phần nửa số tiền được cam kết để xây bức tường biên giới được trích ra từ các dự án quốc tế đã lên kế hoạch. Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Kevin McAlenon nói rằng mức trần được đề nghị cho năm 2020 sẽ cho phép Bộ giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn vẫn tiếp diễn tại biên giới phía Nam. Năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Trump đã hạ thấp đáng kể mức trần tiếp nhận người tị nạn xuống còn 30.000 người cho năm tài chánh 2019, vốn là mức thấp nhất vào thời điểm đó. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi vào ngày 24 tháng 4 đã ra lệnh khởi sự cuộc điều tra chính thức nhắm vào Tổng thống Trump trong thủ tục luận tội sau khi có các biến chuyển mới về tố giác cho rằng ông Trump áp lực chính quyền ngoại quốc có hành động gây hại cho đối thủ chính trị của ông là ông Joe Biden.
Hành động của bà Pelosi được đưa ra sau khi có nhiều áp lực từ các đồng viện của phía Dân Chủ và sẽ khiến cho sự đối đầu giữa Hạ viện hiện nay do phía Dân Chủ kiểm soát và Tổng thống Trump sẽ trở nên quyết liệt hơn. Cuộc điều tra sẽ nhắm vào vấn đề đó là liệu ông Trump có lạm dụng quyền hạn của ông và tìm sự trợ giúp của một chính quyền ngoại quốc cho việc tái tranh cử của ông hay không. Bà Pelosi nói rằng các hành động như vậy là sự phản bội lời thề khi tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống, phản bội lại an ninh quốc gia, phản bội lại sự chính trực và ngay thẳng của cuộc bầu cử. Đồng thời cũng khẳng định rằng không ai có thể đứng lên trên luật pháp. Sau hơn 2 năm rưỡi có nhiều chỉ trích từ phía Đảng Dân Chủ tại Hạ viện nhắm vào Tổng thống Trump, việc loan báo chính thức khởi sự thủ tục luận tội đưa cuộc đối đầu lên một nấc cao hơn và cũng tạo ra nhiều bất định trong cuộc bầu cử Tổng thống giữa năm 2020. Tổng thống Trump cho đến nay coi như là thách đố của phía Dân Chủ hãy có biện pháp này vì tin rằng các nỗ lực để nhằm luận tội ông sẽ khiến cho những người ủng hộ cho ông trở nên kiên quyết hơn nữa. Và vừa rồi là những bản tin chính trong tuần của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.